Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video về cái dự án Balancing Grid. Đây là cái wallpaper đi trong của cái dự án này. Các bạn có thể đi tìm hiểu, đây là những cái content nội dung của trong cái dự án này. Thì cái dự án này nó có những cái thông tin gì nổi bật trong cái wallpaper này, các bạn cùng đi tìm hiểu. Thì đây nó sử dụng cái một cái nền tảng làm việc trên cái Sim App Green với những cái kinh nghiệm ứng dụng của người dùng và sử dụng các phiên bản tài liệu liên quan đến dự án. Các bạn có thể thấy ở đây nó cho những cái sản xuất và marketing, những cái video quảng cáo sản phẩm hay là trên dựa trên cái âm nhạc, đội ngũ và thị trường. Ở đây thì người ta đào tạo một ngành công nghiệp mới, cung cấp tương tác với cái nội dung video, tương tác với nội dung truyền hình trên liên quan tương tác nội dung video mua sắm trực tuyến trên các cung cấp một kinh nghiệm sắp xếp hợp lý, hay là tương tác với các trang web dựa trên nội dung video YouTube, hay là tương tác với quảng cáo trên các nội dung quảng cáo hiển thị trên các màn hình và thành phố tầm du lịch, hay tương tác với các nội dung video hiển thị trên bất kỳ các màn hình bất cứ nơi nào, trung tâm mua sắm, hội nghị, hỗ trợ, trạm giao thông hay sân bay. Thì đây là một cái phân khúc thị trường hoàn toàn mới và thêm cái giá trị bổ sung cho các ngành công nghiệp truyền thống sản xuất nội dung video và phân phối quảng cáo VR cho vào chơi game, với các ngành sản xuất truyền hình và video với các doanh thu ở đây nó sẽ tăng từ 286 tỷ năm 2015 lên đến 320 tỷ vào năm 2020. Về cái mua sắm trực tuyến thì doanh thu toàn thế giới trong việc mua sắm trực tuyến lên 1,18 nghìn tỷ trong năm 2016 và có khoảng 311 triệu người dùng để mua sắm trực tuyến tích cực này. Hai cái ngành công nghiệp quảng cáo này, các chi tiêu truyền hình dự kiến sẽ tăng từ 136 tỷ 2015 lên đến 233 tỷ trong năm 2019. Hai quảng cáo kỹ thuật số và chi tiêu kỹ thuật số thế giới đã ước tính đạt 161 tỷ trong năm 2015 và tăng lên 335 tỷ trong năm 2020. Hai những cuộc quảng cáo điện thoại cho chi tiêu 2015 cho chi tiêu quảng cáo lên tới 71,8 tỷ và dự kiến tăng lên 247 tỷ vào năm 2020, với tỷ lệ điện thoại di động quảng cáo kỹ thuật số dựa trên sẽ được dự kiến tăng 44,4% năm 2015 lên đến 74% vào năm 2020. Với cái phân khúc thị trường ở đây, các bạn có thể thấy ngoài khách hàng của Sim thì Sim Green thì có thể ba nhóm và phân nhóm của họ ở đây với các công ty cung cấp dịch vụ nội dung, các công ty video sản xuất video âm nhạc quảng cáo hay khai thác truyền hình cáp và video trên cái nền tảng, hay là OTT giao hàng, công ty quảng cáo, video quảng cáo hay quảng cáo trực tuyến và sử dụng cái Omni Screen bất cứ một thiết bị cá nhân nào. Thì các bạn có thể thấy cái màu đỏ này là online TV hay là cái trên liên kết với cái TV màu xanh đậm và màu xanh nhạt. Đối đây này là quảng cáo trên TV. Nó sẽ tăng trưởng rất là nhanh từ năm 2013 đến năm 2018. 2021 nguồn từ cái Outlook của cái kênh giải trí này. Với các công ty sản xuất video, các bạn có thể thấy một số công ty sản xuất video nổi tiếng như công ty WatchDP hay Dreamworks Studio hay Sony Pictures và cái production với các truyền hình ở đây là BBC, NBC, Fox, CBS và Time Warner. Với cái video nền tảng ở đây là Netflix, Hulu, Amazon, Shutter Video hay Vevo. Công ty quảng cáo ở đây nó có các công ty quảng cáo lớn như tập đoàn WPP, hay Moment Group hay Google, Dentsu và những người sử dụng màn hình này. Với các mã thông báo thì cái sử dụng cái nền tảng RC20 Enedo và cái mã token của nó là BSSX thì nó sẽ chào sàng cái trong quá trình ICO thì về nó sẽ có những cái sử dụng với các nhóm người sử dụng, khách hàng dùng nền tảng của cộng đồng. Thì ở đây khách hàng các bạn có thể sử dụng cái thẻ này để mở tính năng nhất định cho nền tảng này với những các khả năng người dùng mục tiêu dựa trên cái định vị các cá nhân của họ. Và cái nội dung này bao gồm những nội dung premium hoặc độc quyền mua sắm trực tuyến hay tham gia nút bốc thăm trúng thưởng. Đây là cái premium người dùng thì với cái nền tảng mục tiêu quy mô cho cái màn hình này dẫn đến phải có cái nền tảng được sử dụng trên hàng triệu người dùng đến nền tảng để phát triển. Thì ở đây nó có cái cộng đồng liên kết với cái VSS này, với liên kết với những phần thưởng. Với cái cộng đồng này thì các bạn có thể thấy ngoài cái nền tảng này ra thì cộng đồng sẽ được khen thưởng với cái thẻ BS với cung cấp thông tin phản hồi quý báu của để của Sim Green này phát triển. Với sự kiện quan trọng và cái lộ trình của cái dự án này thì tháng 7 2016 này bắt đầu
bằng chứng về cái khái niệm phát triển. Tháng 11 năm 2016 này phiên bản đầy đủ chức năng phát triển với các đam mê, hay là tháng 4 năm 2017 thì sẵn sàng cho các kỹ thuật 6 đạt, hay tháng 9 năm 2017 thì công ước của Brad tham dự BBC Start diễn đàn ở Amsterdam, hay tháng 11 2017 thì mức độ sẵn sàng kỹ thuật 7 đạt, hay tháng 12 2017 thì thương hộ khách hàng về cái ý định mua, hay tháng 12 2017 thì bắt đầu chương trình ICO. Nên lộ trình tương lai thì bắt đầu chọn quý 3 2018 này thì nền tảng công bố công khai chiến dịch tiếp thị sản phẩm, quý 4 2018 này dự án thí điểm cổng thông tin khách hàng cải thiện các khía cạnh xã hội trên nền tảng cải thiện mua sắm kinh nghiệm, quý 1 2019 thì ứng dụng trên iOS phân tích nhắm mục tiêu, và quý 2 2019 thì màn hình điện thoại thông minh đầu tư vào đây, quý 3 2019 nguyên tắc cái cá nhân hóa thì chọn đặc điểm chức năng và các khách hàng trên tùy chỉnh và cải tiến các màn hình, quý 4 2019 thì màn hình lớn và sẽ diễn ra liên quan đến đến sóng video nội dung, quý 1 2020 tích hợp trên TV với các triển lãm, và bước tiếp theo nó sẽ đi diễn đàm trên các dự án thí điểm các công ty phân phối VR như Gracia, Tenbrick, Discovery và Film và Video, hợp tác với các công ty truyền thông truyền hình lớn như Doku TV, Kino TV phát sóng ở 7 quốc gia trên cái tiềm năng của 20 triệu người xem. Thì ở đây sử dụng cái công nghệ blockchain trên nền tảng cung cấp các tương tác thông tin đến liên quan đến các lượng khán giả theo dõi. Thì ở đây nó có cái platform blockchain, nó dựa vào cái hệ thống blockchain, các bạn có thể thấy ở đây những thông tin với các chi tiết kỹ thuật với lượng người xem ấn tượng với các màn hình và sắp xếp và tiêu thụ. Thì nó sử dụng cái hợp đồng thông minh trong cái mạng Ethereum cho cái sự kiện này. Thì các bạn thấy blockchain là công nghệ có lợi ích rất là lớn, và những lợi ích đó được sử dụng để giải quyết những vấn đề kỹ thuật, giải quyết những vấn đề kỹ thuật trên. Thì đây là thông tin của đội ngũ của dự án này, với cái người sáng lập là ông Mario Descartes, giám đốc điều hành là CEO là Miro Zakrit, CTO là Kate Public và CMO là Vena Scott, và những đội ngũ tư vấn quảng cáo truyền thông của Mark Carapit, nhà phát triển web là Doran Revip, chuyên gia về máy tính là Darko Zoric, Taylor Rovius, quản lý cộng đồng, Savela Zanano, nhà phát triển web, Oleg Wick, sản xuất video, Zoloko, nhà thiết kế đồ họa, Saba thích chiến lược ra kỹ thuật số, Anna Zuk, nhà phát triển phụ trợ, Dora Balek, thiết kế đồ họa, David Mick, cố vấn ngành công nghệ truyền thông, Nikua Comic, chuyên viên tư vấn ICO, Alex chiến lược gia, Vino Hook, cố vấn pháp lý, Vena Balik, cố vấn kinh doanh, Tina, nhà phân tích thương mại cryptocurrency, Gra Gurin, cố vấn ngành công nghệ truyền thông, Peter Mick, chuyên gia tư vấn pháp lý, Niga Zan, cố vấn pháp lý, Pila Vesuka, cố vấn PR, Niga Ulagan, cố vấn pháp lý. Đó là chương trình, đó là những thông tin về cái người cố vấn trong cái đội nhóm của dự án này. Thì chương trình ICO này nó sẽ có cái gây quỹ giới hạn ở mức 12.000 Ethereum với cái sắc cặp đây tối thiểu để tạo thành một cái hỗ trợ. Thì ở đây cái chương trình sale ở đây, chương trình token sale bắt đầu và cái sắc cặp đây là 2.000 Ethereum, phát triển với mục tiêu là 4.000 Ethereum và cái hạn cặp là 12.000 Ethereum. Thì chương trình crowd sale này sẽ bắt đầu, không đạt được tối đa thì nó sẽ tiếp tục phát triển thì hoàn toàn với cái phân bối. Các bạn có thể thấy là cái thẻ BSX được tạo ra bởi 348 triệu, và trong cái tổng số đó là nó sẽ là 48 triệu được dự trữ để cho tiền thưởng, và cái thẻ phân phối như sau: 40% cho các thẻ dự trữ trong round of sale gây quỹ phát triển sản phẩm hơn nữa, 20% sẽ bị khóa trong hợp đồng thông minh trong 2 năm, 20% sẽ được tổ chức bởi các nhóm nòng cốt, 40% dành cho mã thông báo dành cho những cái hồ bơi, 7% dành cho các cố vấn của cái dự án này, 9% dành cho các chỉ kinh doanh và đối tác. Thì ở đây phân phối đây là 9% dành cho phát triển, 40% dành cho carousel, 20% dành cho quỹ trong tương lai, 20% dành cho đội, 7% dành cho tư vấn, 40% dành cho bao ti, 9% dành cho phát triển kinh doanh. Về cái phân bố ở đây với 35% dành cho phát triển cải thiết kế để trang trải cho chi phí phát triển kỹ thuật số và về nền tảng chức năng, và 22% dành cho chi phí phát triển kinh doanh đến khách hàng, 25% dành cho cái giai đoạn tiếp thị, 12% dành cho các hoạt động thuê an toàn dịch vụ, 3% dành cho đóng góp tài trợ áp dụng cho cái BBSX, và 3% dành cho các doanh nghiệp. Thì bên các bạn có thể thấy ở đây thì một số cái chính sách pháp lý của cái dự án này, và các bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết hơn hoặc những câu hỏi thường gặp về cái dự án này. Về dự án này là gì? Đây là cái dự án này chỉ là một cái ý tưởng hay sao? Là cái nền tảng hiện có và có thể sẵn để về làm theo để nó hoạt động để sử dụng các thẻ. Có gì trong cryptocurrency được chấp nhận trong cái chương trình crowd sale, thì Ethereum sẽ được chấp nhận trong chương trình crowd sale, là có bạn Bitcoin
hoặc crypto viên gì khác, các bạn có thể đổi qua Ethereum và sử dụng Ethereum và con Grayscale sale này. Thì giá của cái dự án này thì giá hồi đó sẽ khoảng 10.000 để BNB đấy rồi một Ethereum. Và lượng những cái gì được nâng lên thì ở đây nó có số cặp là 2.000 Ethereum và hai cặp là 12.000 Ethereum. Và chương trình ICO Grayscale sale sẽ ra thì các bạn có thể xem chi tiết hơn trên cái trang web chính thức ico.bear3coin.com. Thì làm thế nào để có thể tham gia chương trình Grayscale sale này, hay đây một số trang thông tin truyền thông về mạng xã hội, các bạn có thể truy cập vào email hay là trang web sản phẩm trên Telegram, Twitter, Medium, LinkedIn, YouTube, Facebook, Reddit. Cho nên là cái dưới trang thông tin về dự án BNB Green, các bạn có thể xem chi tiết hơn về dự án này bằng bằng cách tải cái quay và trang trên trang web chính thức của dự án này, tìm hiểu thêm. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video. Xin cảm ơn.